Chào mọi người nha. Trồng dưa lưới thì thực ra nhìn tưởng rất là dễ, nhưng mà mình nghĩ là cũng tương đối là khó, vì qua rất nhiều giai đoạn, từ giai đoạn gieo hạt, làm đất gieo hạt, và sau đó là chạy phân cho cây dưa lưới. Thì cái dưa lưới hiện tại của mình đây là được trồng từ khi trồng đến bây giờ là cũng 21 ngày rồi. Trước đó thì mình gieo hạt là 7 ngày nữa, thì cũng được khoảng gần 30 ngày. Thì nếu mà tính từ ngày trồng á, thì mọi người cần lưu ý cho mình sơ sơ về cái quy trình chạy phân như là sau. Ví dụ như là đối với cây dưa mà giống này á, giống này là giống sa cách này, thì mình để hai trái. Thì mọi người chú ý là giữ cho mình 24 đến 26 lá, và thụ phấn ở nách là 11, thụ phấn phấn ở nách 11 đến 15. Và sau 1 tuần thì chúng ta chọn và giữ là 2 quả, và tỉa nhánh và gọn gàng, càng sớm càng tốt. Mỗi nhánh giữ 2 lá, không tỉa lá chân, chỉ tỉa khi lá bị bệnh, và tỉa xung quanh quả khi bắt đầu tạo lưới. Đó là cái quy trình của cái giống dưa này. Còn đối với cái quy trình bón phân thì nó rất là dài. Còn đối với mình chạy phân á, thì mình chạy chạy từ từ khi mình trồng đến đến khi đất bén rễ, thì mình sẽ cho chạy nước 3 ngày, và sau ngày thứ tư đến ngày thứ 18 á, thì mình sẽ cho chạy cái phân Novasic với công thức là 13 40 13 cộng TE. TE đây là vi lượng, và 0,2 kg magie sulfat cho 1.000 m², cho 1.000 lít nước. Và mỗi gốc thì mình sẽ tưới cho chạy khoảng cỡ 1 đến 1,5 lít nước trên 1 ngày, và ngày mình sẽ tưới cho 3 lần. Và sau ngày 18 đến 30 ngày thì 30 ngày á, thì mình sẽ bắt đầu từ ngày 18 đến ngày thứ 30 á, thì như bây giờ bắt đầu đang chạy này, thì mình sẽ cho khoảng cỡ 1,5 kg Novasic, công thức phân là 12-436 cộng canxi cộng TE, và 0,3 kg K2SO4. Và mỗi góc 2 ngày mình cho tưới khoảng cỡ 1,5 đến 2 lít nước, và ngày mình sẽ tưới cho 3 lần. Đó là giai đoạn phân hiện tại mình đang chạy. Còn đối với cái việc tỉa dây tỉa cành, thì cái việc này là cái việc thường xuyên, và mọi người cái giai đoạn này rất quan trọng, nên mọi người cũng cần phải lưu ý. Ví dụ như lá lá chân từ đây đếm lên là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì khi mọi người để 2 quả, thì mọi người bắt đầu để dây từ đây, cái nách dây đây, thì mọi người sẽ để từ 11 đến 15, và bắt đầu mình thụ phấn thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Đó. Cho nên khi bắt đầu mình tỉa thì mình sẽ tỉa từ dưới đây, cắt từ dưới đây. Cái nách từ dưới đây. Bỏ. Để nó dùng dinh dưỡng nó nuôi đây là bình xì mủ các bạn này. Đó. Nên phải xử lý thuốc, mình xử lý sinh học thôi. Đó. Còn những cái lá chân như thế này thì khi nào mà lá hư vàng thì tỉa thôi, còn lá bình thường thì không cần tỉa làm gì. Đó. Ví dụ như đây thì mọi người nhìn thấy đây là cái nách đó này, bỏ đi. Còn đối với lá đây nó bị vàng hư rồi á, mình cắt cắt này, cắt bỏ nhánh đi, từ nhánh số 1 đến nhánh số, đây là nhánh số 6 này, bỏ đi. Đó, để cho nó dồn dinh dưỡng nuôi cái ngọn, kéo ngọn lên. Đây như đây thì mọi người cắt đi lá, ví dụ lá đây vàng này, cắt bỏ này. Đó, cắt hết mấy cái nhánh đó để nó dồn dinh dưỡng nuôi cho cây. Rồi đây mà này, để này đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì bắt đầu từ đây mình sẽ để trái này, mình sẽ tỉa cái nhánh dưới đây để dùng dinh dưỡng nuôi nha, nó nuôi ngọn nuôi lá, dùng dinh dưỡng từ bây giờ đấy, cắt tỉa đi. Đó, đối với những cái lá vàng, lá chân vàng thì mình cắt bỏ luôn, còn trường hợp lá vàng lá bệnh thì mình cắt thôi, chứ còn lá mà còn tốt thì để cho nó quang hợp. Đấy, bỏ đi nhánh nhiều, cắt bỏ đi để nó có dinh dưỡng nó nuôi cho cái
Ok đấy, đó là cái vườn dưa lưới mà mình đang trồng và mình đang cắt tỉa. Còn đối với cái việc treo dây thì cũng rất là đơn giản, mọi người có một cái kẹp đây, cái kẹp đây, và khi mình quấn á, thì mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ nha. Đó. Đó. Quấn chiều kim đồng hồ, cố gắng quấn làm sao đừng để cái lá nó bị đè vô cái dây là được. Rồi, ok. Về cái việc chạy phân thì cái giai đoạn này thì như nãy mình trao đổi thì sẽ chạy cái phân 13, 14, 13, nhầm 12, 4, 36. Còn sau khi tròn quả, chúng ta chỉ cho tròn quả đến 20 ngày thì chúng ta chạy phân 19, 19, 19 và cộng thêm magiê nitrat. Sau khi mà thụ phấn đến 20 đến 30 ngày thì mình sẽ để cho tạo lưới thì mọi người sẽ chạy 13, 40, 13 và MGX 4 canxi nitrat. Để tiếp mình qua quay cái vườn bên kia nó có trái rất là đẹp. Và mọi người cùng xem. Đây là dưa giống beta. Cái rất đều. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái quả của dưa. Đây là cái dưa beta này, giống beta này. Quả đây thì bữa mình chạy nước hơi nhiều cho nên là quả nó có hiện tượng là bị nứt, nên mọi người chú ý là giai đoạn này không không nên chạy nước nhiều. Đây, giống beta đây. Đấy, đang mình đang tạo lưới. Còn cái giống sa kết bên kia. Đây là cái giống sa kết nha mọi người. Quả nó rất là to, đang tạo lưới này. Đây, cái sa kết này. Đợt sau mình làm mình sẽ để hai trái. Một cái nó nặng quá nó muốn đứt dây luôn rồi. Đây. Treo dây treo không nổi luôn. Đây, em sa kết đây. Quả này chắc mình nghĩ cũng không phải 2 kg rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ ủng hộ kênh mình. Đây, quả này to lắm nè. Rất đẹp.